tháng hồn nhiên, nghịch ngợm đầy đắp tiếng cười. Rồi sau đó, phần lớn sinh viên Việt Nam chúng ta lúc mới bước vào cánh cổng trường đại học đều rất hào hứng với bao điều mới mẻ. Nhưng sau đó thì hàng loạt những tính từ xuất hiện nhan nhản nơi cửa miệng và Facebook: chán, buồn, tẻ nhạt, vô vị. Tuy nhiên, vở kịch ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến lại là nói về một môi trường đại học hoàn toàn mới mẻ. Buổi học đầu tiên của tập thể lớp GV02102 tại Viện Quản trị Kinh doanh FSB. Một bạn nam đi học sớm nhất lớp, trông có vẻ chỉn chu và từ tốn. Nếu thành tích học tập tốt thì rất có thể anh chàng này sẽ được bầu làm lớp trưởng đây. Nhưng từ xa, bỗng có người lạ mặt đầy cảm nghi tiếp cận lại gần cô giáo.